Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay Học viện Quân y đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường thêm 300 y bác sĩ, học viên lên đường vào miền Nam chống dịch. Trong đoàn quân chi viện cho miền Nam chống dịch lần này có nhiều y bác sĩ chuyên khoa trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm. Đây sẽ là nguồn nhân lực quân y rất quan trọng, giúp tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm của quân đội tại khu vực phía Nam. Đặc biệt, chủ trương của học viện là sẽ tổ chức hàng trăm tổ quân y với biên chế mỗi tổ là 2 bác sĩ, 3 học viên tham gia vào công tác lấy mẫu và điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay tại gia đình. Lúc này ở thành phố Hồ Chí Minh dịch đã diễn biến phức tạp rồi, chủ trương là F0 là sẽ điều trị tại nhà rồi, thì cần phải có các tổ có chuyên môn, có phẩm chất bộ đội cụ Hồ nữa, đến với bà con chăm sóc tại nhà rồi. Tôi cho rằng là rất là tốt. Tôi tin là những cái mô hình như thế này nó sẽ phát huy hiệu quả. Luôn xác định chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tiếp nối tinh thần bất cứ ở đâu người dân cần là ở đó, bộ đội, cán bộ, học viên Học viện Quân y lên đường với quyết tâm cao nhất, vượt mọi khó khăn, chiến thắng đại dịch. Tôi hiện tại là cũng gửi 2 con nhỏ ở quê với ông bà trông cho. Còn chồng tôi bộ đội Hải quân thì công tác ở Hải Phòng. Và tôi thì học trên Học viện Quân y này và chúng tôi lên đường để cùng với tất cả anh em đồng đội và với quyết tâm cao nhất để chống dịch. Chúng tôi rất là vinh dự, tự hào góp một chút sức lực của mình để chống dịch cùng với nhân dân miền Nam, là niềm hạnh phúc và rất tự hào của chúng tôi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, người dân đang rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của quân đội, thì những cán bộ, chiến sĩ, học viên quân y sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Và trong tuần sau, Học viện Quân y sẽ tiếp tục tăng cường 1.200 cán bộ, nhân viên, học viên tiếp tục vào chi viện cho công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 1, 2, 3, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!